tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Ngày hôm nay hai chị em mình sẽ làm những món ăn rất ngon từ cà tím. Và bây giờ mình sẽ ra vườn hái cà cùng với chị gái mình. Mời tất cả mọi người đi theo mình nha. Cuối cùng thì hai chị em mình đã làm xong những món ăn từ cà tím. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với hai chị em mình nha.
Mình cảm nhận được sự kết hợp giữa cà tím với đậu hũ, có vị béo của thịt cùng thêm được dưa ngọt thanh. Món cà tím khó với đậu hũ này tuy chế biến đơn giản nhưng lại rất là đưa cơm. Còn đối với món cà tím xào với tôm cũng là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng vô cùng. Mời mọi người ăn cà tím xào với hai chị em mình nha. Chị ơi, để em gấp con tôm này cho chị nha. Tôm của chị. Đây, tôm của chị đây. Đến lúc hai chị em mình phải nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người rồi. Nếu mọi người yêu thích video này của hai chị em mình thì có thể cho mình một like, một share và đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho hai chị em mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.